buồn à? Ai là nhớ Sài Gòn rồi, mới về ở với má được có mấy hôm à? Có gì nói cho má nghe coi. Vậy là má mừng lắm, cũng thấy nhiều an ủi. Nhưng mà má đã quen rồi bận biểu lo toan. Nhớ cái hồi ba con còn sống, sinh con ra ông chẳng quan tâm, mê mãi mèo má gà đồng. Lần đầu của ông cả có sức vui vẻ về sống có chịu nổi không đây? Thì ra muốn vợ rồi, nhưng mấy cô bồ của con ở trở nó có chịu về đây hay sao? Con trai má ơi, con đang nói gì vậy? Đồn sao?
sao? Chị Y có hơi bất ngờ. Con Vân biết con Lài từ khi nào? Con mới về có mấy ngày thôi mà. Thật không tin, nhiều khi nghĩ lại cuộc đời má cũng không biết là mình may hay rồi. Hoàn cảnh đây đưa má lấy ba con, tuy cảnh sống giàu sang mà buồn tuổi vô. Cửa dạ mang đau khổ giọt sầu rơi, ông bà nội của con không một lời can gian. Mang tin có chồng vào cuộc sống đầy ngao ngán, nay quan xin lo toan đêm lẻ bạn thương sầu. Thiệt là hết nói mà. Thôi được rồi, để má lo cho.